Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợn nha các bạn. Hôm nay mình nói về toán lớp 2, tìm một thừa số của phép phép nhân. Cái bước đầu tiên mình lấy ví dụ nguyên nhân phép nhân sinh ra, ví dụ như 2 nè, cộng 2 nè, cộng 2 nè, cộng 2 nè, cộng 2 nè, thì bằng mấy ạ? Thì phép cộng các bạn làm từ trái sang phải, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, 8 cộng 2 bằng 10. Được chưa? Khi viết phép cộng như thế dài quá nên người ta sinh ra một phép, đó là 2 nhân 1, 2, 3, 4, 5 nhân cho 5. Ý nói là số 2 được viết 5 lần. Được chưa? 2 nhân 5 bằng 10. Thì khi gặp dấu này thì các bạn nghĩ ngay đó là phép nhân. Và các bạn đừng nhầm tưởng cái chữ x và cái dấu nhân nha. Đây là chữ x, còn đây là dấu nhân. Các bạn viết cẩn thận chút xíu giúp mình. Rồi, số 2 đứng trước cái dấu nhân nè, và số 5 nè đứng sau cái dấu nhân, người ta gọi là thừa số. 5 người ta gọi là thừa số. 2 nhân 5 bằng 10. 10 đây người ta gọi là tích. 7 thừa số nằm trong phép nhân. Thì phép nhân gồm có thừa số và tích. Ok chưa ạ? Rồi, một kiến thức cần nhớ và rất là quan trọng khi gặp tới phép nhân, đó là muốn tìm thừa số này. Thì ta phải nhớ lấy tích chia cho thừa số đã biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Ví dụ như x nhân 5 bằng 10, thì đây là phép nhân, đây là thừa số, và đây là tích. Vậy muốn tìm thừa số này, ta lấy tích nè chia cho thừa số đã biết. Vậy x sẽ bằng 10 chia 5 bằng bao nhiêu ạ? Các bạn hãy nhẩm mạng của chữ nhân 5 giúp mình. 5 x 1 bằng 5, 5 x 2 bằng 10. Vậy 10 chia 5 bằng 2. Ok chưa ạ? Rồi, tương tự mình sẽ cho một ví dụ, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình. 4 nhân x bằng 32. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.